Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử Vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tỵ âm lịch đón tin vui về công việc gia đạo. Xem tử vi khoa học, vận trình tháng 1 năm 2019 âm lịch của tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Nguyệt lệnh đi vào đất Lâm Quan, lại có Thiên Vu và Thiên Đức cát tinh nâng đỡ, công việc tuy bận rộn nhưng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Có điều vận tiểu nhân đầy giấy, chú ý từng lời nói hành động của mình, đề phòng bất trắc. Về tài vận, chính tài mang tới nguồn thu nhập ổn định, thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên trong tháng phát sinh nhiều chi phí, có tiền cũng khó mà tích lũy được. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển theo chiều hướng tích cực, các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái sớm được hóa giải. Người độc thân được mai mối giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Tử vi tuổi Tỵ tháng 1 năm 2019 âm lịch sự nghiệp. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, trong tháng Bính Dần, tuổi Tỵ được nguyệt lệnh ủng hộ, lại thêm cát tinh Thiên Vu và Thiên Đức hỗ trợ, công việc có sự khởi sắc trông thấy. Tuy mới là thời điểm đầu năm mới, nhưng tuổi Tỵ phải gánh vác xử lý nhiều việc cùng một lúc nên khá bận rộn. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Với nghề kinh doanh buôn bán đầu năm chỉ là một số ngành hàng đặc thù mới rộn ràng, còn nhìn chung thì mọi thứ diễn ra đều đều, sức tiêu thụ cũng chưa nhiều. Đây là thời điểm để bạn lên kế hoạch, định hướng phát triển mới, chờ lúc thời cơ triển khai thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tỵ âm lịch, tài lộc. Theo tử vi 2019 của người tuổi Tỵ, trong tháng Bính Dần, chính tài mang về nguồn thu nhập ổn định cho người tuổi Tỵ. Người làm công ăn lương chỉ việc căn cứ vào kế hoạch đã định, làm việc khá trôi chảy, cuối tháng có nguồn thu cố định. Với người kinh doanh buôn bán, thứ tài khởi sắc, mang khá nhiều may mắn lộc lá tiền bạc đến. Đầu năm buôn may bán đắt, tuy thị trường chưa sôi động nhưng bạn vẫn buôn bán khá thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh, thoải mái đi lễ chùa, tham gia lễ hội, làm từ thiện đầu năm mới. Theo phi tinh tháng bát bạch, chủ tài lộc gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng tây nam, tài khí rất dễ bị tổn hao, vì thế không nên tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào ở vương vị này. Đồng thời tuổi Tỵ có thể đặt biểu tượng cóc ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng tây nam của ngôi nhà để thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh buôn bán ngày càng phát đạt. Tử vi tuổi Tỵ tháng 1 năm 2019 âm lịch, tình duyên. Theo lịch ngày tốt, tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tỵ âm lịch đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực về chuyện tình cảm, quan hệ vợ chồng hài hòa, cha mẹ con cái có được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không còn trở ngại nào quá lớn. Người độc thân nhân duyên khác giới vượng, lại được người thân bạn bè tích cực mai mối, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị trong tình yêu. Có điều cần lưu ý, tháng này nhất bạch chủ đào hoa tinh, gặp thất xích hung tinh, chuyện tình cảm có thể mang điều tiếng thị phi, tai bay vạ gió hay kẻ thứ ba phá hoại. Để hóa giải đào hoa xấu đeo bám, người tuổi Tỵ nên đặt biểu tượng gà trống trấn trị đào hoa ở hướng đông nam của ngôi nhà. Tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tỵ âm lịch, sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, Tỵ hỏa sinh cho dân mộc, khí lực cơ thể dễ tổn hao, gây ra hiện tượng mệt mỏi uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ nhanh biến mất khi mà bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Trải qua kỳ nghỉ lễ khá dài, cơ thể đang ở trạng thái lười vận động hơn trước, hãy nhanh chóng thay đổi để thích nghi, các triệu chứng khó chịu sẽ sớm bị đẩy lùi. Trong tháng đầu xuân năm mới, tuổi Tỵ nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được đảm bảo trong trạng thái ổn định. Mùa xuân âm tiêu dương trưởng, chú ý giữ tinh thần luôn thoải mái để hòa với không khí tươi vui của mùa xuân, thuận theo mùa để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, chú ý điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, nên tăng chua giảm ngọt để tỳ vị không bị tổn thương, ảnh hưởng xấu tới chức năng tiêu hóa, từ đó sức khỏe đảm bảo ổn định lâu dài. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ. 1. Quý Tỵ, thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết: đầu xuân xuất hành thuận lợi, gia đạo yên vui. Quý nhân: dậu, thân. Tiểu nhân: hợi, dần. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. 2. Ất Tỵ, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết: có cơ hội thăng tiến trong công việc,
hãy chủ động nắm bắt. Quý nhân Sửu, Tỵ, tiểu nhân Mùi, Hợi, màu sắc may mắn xanh lá, tím. 3. Đinh Tỵ, Thổ, Nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết: tử vi tháng 1 năm 2019 tuổi Tỵ, cụ thể tuổi Đinh Tỵ, đề phòng tai nạn bất ngờ, có tin vui về công việc. Quý nhân Dậu, Thìn, tiểu nhân Dần, Tuất, màu sắc may mắn vàng, nâu đậm. 4. Kỷ Tỵ, Mộc, Nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết: đầu năm có lộc, kinh doanh buôn bán thuận lợi, đón tin vui về con cái. Quý nhân Dậu, Thân, tiểu nhân Hợi, Tuất, màu sắc may mắn đen, đỏ. 5. Tân Tỵ, Kim, Nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: học hành thân tới, tình cảm thuận lợi. Quý nhân Sửu, Dậu, tiểu nhân Tí, Dần, màu sắc may mắn trắng, vàng đậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 1 âm lịch năm 2019 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.